Vâng, xin chào quý chú ba anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bãi. Hôm nay lên tập số 67 về đồ nghề và bonsai, một ít công cụ nữa ha. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới. Chốt hàng mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề thì chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship. Mình ship code nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn. Rồi em xin đi vào chi tiết tập số 67 bắt đầu từ mã là 965 ha. Thì đầu tiên em lên một lưỡi cắt kim cương. Lưỡi cắt này là lưỡi cắt hợp kim ha chị ăn, lưỡi cắt cưa gỗ hợp kim, mình có thể mình cưa gỗ, cưa nhựa hoặc là nhôm này, hoặc là mình cưa có thể cưa kim loại ha. Thì cái hiệu suất của cưa gỗ, nhựa và nhôm sẽ tốt hơn là anh chị mình so với mình xài mình cắt kim loại ha. Steel là kim loại này, sắt thép này. Rồi thì cây này thì hàng sản xuất tại Nhật, của hãng là Global Saw của Nhật. Anh chị mình xài cho lưỡi cắt cầm tay, máy cắt cầm tay đường kính cốt là 2 xăng ha. Rồi thì đầu tiên là mã 965, cái này thì rất là thông dụng luôn. Anh chị mình hay xài cắt gỗ hoặc là nhựa hoặc là composite thì anh chị mình chốt mã này 965, cốt 2 xăng chài xài cho máy cầm tay. Và răng này gọi là răng hợp kim ha, hàng nguyên zin chưa xài. Đó, mình thấy rằng hàng nguyên zin chưa sử dụng, răng hợp kim còn mới tinh. Rồi. Của công ty anh chị mình có thể thấy của công ty là Motoyuki của Nhật ha. Sản xuất tại Nhật nha anh chị nha. Gồm có đường kính là 14.7 này. Cốt ở giữa là 2 xăng. 2 xăng ngang cốt anh chị mình gắn máy là 2 xăng, vòng tua rất là nhanh, 65.000 vòng mắc này. Đó, gồm có 52 răng. Rồi. Đây, mình đặt thước lên anh chị mình thấy đường kính là 14.7 xăng. Vòng tua nhanh. Rồi cái này thì anh chị mình chốt cho em mã số 965, giá là 150 ha. Anh chị mình thấy này. Ở trên này y chang luôn. Đó, một cây của Global Saw. Cây này thì anh chị mình thấy là 14.7 thì nó to hơn chút, là to hơn tầm khoảng 3 ly ha. Rồi. Đây là một trang web của bên Đài Loan. Hàng này thì bán bên Đài Loan chứ không phải là hàng Đài anh chị ăn. Cái này là sản xuất tại Nhật luôn, giá nó tầm khoảng 1.100, giá 1.380 này. Đô la Đài Loan ha, tiền Đài Loan. Còn anh chị mình khi mà họ sale á, họ giảm giá còn là 1.100 tiền Đài Loan, thì anh chị mình thấy quy ra tiền Việt mình tầm khoảng 860, thì anh chị mình thích mình chốt cái này về xài. Đó, hàng mới chưa xài luôn, mã số 965 giá 150. Của hãng là Global Saw, sản xuất tại Nhật, gồm có 52 răng hợp kim ha, mới chưa xài, mới tinh. Rồi, em lên mã số 962, 966. 966 thì em có qua một cây búa gì chị ăn. Đây là một cây búa, búa của hãng Docu 966, búa đinh của hãng Docu, hàng mới chưa sử dụng. Cán liền lạc như chị ăn, cây này thì có nằm ở trong bọc như thế này này. Đó, nằm bọc trong bọc như thế này, mới chưa xài. Rồi, búa đinh thì anh chị mình vừa nhổ vừa đóng đinh. Đầu đóng là anh chị mình thấy nguyên zin chưa xài, còn phần vũ keo để mà kháng rỉ, còn lớp keo bên ngoài. Thì đây là những rãnh chống trượt ha. Đầu nguyên zin không cấn dập, còn nguyên vỏ ram đen, chữ đây, tem ha, tem. Đầu nhổ đinh nguyên zin chưa xài anh chị ăn. Rồi ở trên này anh chị mình thấy logo chữ Docu ha, Docu khắc chìm ở trên búa. Rồi ở trên này thì anh chị mình thấy phần cán bằng thép có tem Docu này, Docu. Cán liền lạc ngon lành, màu xanh và màu đen, chị ăn sơn màu xanh và màu đen. Nếu mà anh chị mình có mua một cây búa Docu, búa đinh thì mình có thể chốt cái này, mới chưa sử dụng. Cân nặng của cây búa đinh này nặng tầm khoảng là 520g ha. Cây này là size 520g dùm em, cây này size 520g. Chiều dài phần cán búa là tầm khoảng 35 cm. Và đường kính đầu đóng là anh chị mình thấy phổ bì là tầm khoảng 27 ha. Rồi, cái này chốt cho em, búa đinh của Docu, hàng mới chưa sử dụng, cân nặng là size 520g, mã số 966, giá là 350. Em lên mã số 967. 967 ha, 967 em qua những cây Tovit hàng mới chưa sử dụng của hãng là Sonic Tool của Mỹ. Dòng này thì anh chị mình rành rồi. Anh chị mình hay mua một cái tủ đồ nghề hoặc là một thùng đồ nghề á, thì thường thường là đi theo gara xe để mà rất là nhiều chi tiết để anh chị mình sửa. Sonic Tool của Mỹ ha, anh chị mình tìm vô trang web Sonic toolusa.com sẽ ra thông tin của cái hãng này. Rồi, ở trên bằng nhựa cứng màu đen và nhựa đỏ mềm màu đỏ, anh chị mình nhựa kẹp lại với nhau rất là chắc chắn này. Và đây là hai cây vít lùn nha chị em, cây này là PH1 và PH2. Nếu mà anh chị mình cần xài size thông dụng, size nhỏ nhỏ thì anh chị mình chốt cái này mã số 967 giùm em, 967 giá là 90.000. Là cây PH1 ha, 968 là cây PH2. Giá là 90.000 luôn, đồng giá. Chiều dài cây vít lùn này tầm khoảng là 10.5 cm, hàng mới chưa sử dụng của hãng là Sonic của Mỹ. Rồi em lên mã số 969. 969 thì có một cây 969 là một cây vít trừ. Cây này là đầu trừ 5 ly rưỡi nha chị ha.
Đây là phần trừ 5 ly rưỡi và phần cốt thép là 12.5 xăng. Về phần cốt này là cốt thép chrome vanadium kháng rỉ tốt và đầu này có hít từ rất là mạnh nha chị nha. Những cái đầu này là hít từ hết. Nên là anh chị yên tâm khi mà anh chị mình gắn vô cái đầu ốc vít ấy, nó bắt ốc nhanh hơn. Có hít từ. Có hít từ anh chị ạ. Đó. Rồi chiều dài của cây vít trừ 5 ly rưỡi này tổng thể là tầm khoảng 23 xăng, mã số 969, giá là 130. Em lên mã số 970. 970 thì cây vít trừ này đầu tới 1 xăng 10 ly, mã số 970 giá là 220. Cây này size lớn anh chị mình vặn váy máy móc lớn hoặc là máy công cụ ngư cụ thì mình sử dụng máy lớn này. Hoặc là máy móc lớn thì anh chị mình xài cây này. Dài tầm khoảng là 32.5 xăng, phần cốt thép thì ở đây có thông số là dài 20 xăng ha. Cán thì dài tầm khoảng 12 xăng rưỡi nữa là tổng là 32.5 xăng. Cán rất là dài dặn. Rồi, đầu trừ này thì anh chị mình thấy giùm em là đầu trừ đúng 1 xăng, đầu trừ 1 xăng 10 ly. Trên này có thông số ha. Size là 10 ly nhân cho 200 mm là phần cốt thép này. Cán liên lạc dài dặn, anh chị mình vẫn có lực, phần cốt này rất là to, phần cốt hình trụ này tới khoảng 9 ly rưỡi. Cái này chốt cho em mã số là 970, giá là 220, vít trừ 10 ly của hãng Sonic Mỹ, dài 32.5 xăng. Em lên mã số 971. 971 thì đây là một cây vít PH3. Rồi anh chị mình hay xài vít PH3 thì mình có thể mua hoặc là mình sưu tầm những cây này là hàng mới chưa sử dụng. Đầu nguyên zin chưa xài, hít 500 mạnh ha. Những đầu này là có từ tính hết cho em nha chị em. Đây anh chị mình thấy nó hít mạnh này. Nó nhấc cái phần mà cây cái thước lên ha. Đó, nhấc cái thước lên đàng hoàng. Đó, nên là anh chị mình xài càng cái đầu càng bự thì cái phần 500 càng nhiều thì anh chị mình hít nó càng mạnh. Chiều dài cái này tầm khoảng 27 xăng hơn, chốt chúng em cây PH3 của Sonic của Mỹ, cốt thép là dài là 15 xăng, mã số 971, giá 180, hàng mới chưa xài. Em lên mã số 972. Ở đây thì có combo là 972, combo gồm có 3 cây vít lắt léo đầu mở ốc 678 ha. Đầu mở ốc 6 ly, 7 ly và 8 ly, đầu nguyên zin chưa xài, trong này là có 500 hít từ luôn nên chị mình có bắt ốc bu lông nào. Ngon. Và cái này thì anh chị mình thấy là cái phần thân có lắt léo được nên anh chị mình xô vô những góc kẹt hoặc là góc hẹp về kia là cũng được ha. 678 gồm có 3 size, nguyên combo này luôn. Một cây anh chị mình mua tầm khoảng là 35 đô rồi. Cái này thì 3 cây luôn nha anh chị, ăn combo 3 cây luôn, giá có 350 thôi. Chiều dài tầm khoảng là 27 xăng, mã số 975, 972, giá là 350. Cây này cây 6 ly anh chị ăn, cây này cây 7 ly và cây này là cây 8 ly ha, độ 3 size, nguyên bộ anh chị mình sử dụng luôn, mua lẻ cũng được ha. Em lên mã số 973. 973 thì có 973 thì hôm nay em có một cái đầu của anh chị mình dùng để mình mở bu lông của cô Ken ha. Dòng của cô Ken thì anh chị mình mua những cây khẩu hoặc là những cây cần vặn cần siết của cô Ken thì anh chị mình rành rồi. Cô Ken hoặc là những cây cạo hai chân, cạo ba chân của cô Ken cực kỳ xịn. Rồi cây này hàng mới chưa sử dụng anh chị em, một cây sử dụng cho máy bắn vít. Đầu này anh chị mình xài máy bắn vít 6.35 ly. Và qua đây thì anh chị mình sẽ gắn vô những cái giống như là cái kẹp mũi khoan ấy. Thì cái này anh chị mình sẽ kẹp vô cây bu lông để anh chị mình vặn ra hoặc là mình tháo ra hoặc là mình vặn vô ha. Đó, dựa thì nó hơi có nhưng mà cái này là đầu chưa có xài anh chị em, lưu ý giùm em thì ghi là size là 1/4. Đó. Chỗ này là 6.35 ly gắn cho máy bắn vít ha, còn đầu này thì anh chị mình thấy có ghi là 1/4 này. Thì cái này là tắt tầm khoảng là 1/4 thôi, nhỏ nhỏ hơn nha anh chị nha. Chiều dài tầm khoảng là 6.5, nếu mà anh chị mình hay vặn bu lông nhỏ nhỏ thì anh chị mình xài cái này. Đường kính phụ bì là tầm khoảng là 22, còn lọt lòng bên trong là anh chị mình thấy tầm khoảng là 10 tầm khoảng là 8 ly anh chị ha, lọt lòng bên trong là tầm khoảng 8 ly ha. Đó, lọt lòng trong nếu mà không có ba cái ngạnh này là 8 ly. Rồi, cái này chốt giùm em dòng thép đen cứng cáp của hãng là Koken của Nhật này. Ở đây có ghi số là 146W nha chị em, lưu ý giùm em. Đó, mình có thể mình xem thêm thông tin, hàng mới chưa xài. Ở mã số 973 giá là 90.000, một cây mở bu lông xài máy bắn vít nhanh gọn. Em lên mã số là 974. 974 thì ở đây có một cây anh chị mình dùng để mũi khoan gỗ ha, 974, mũi khoan gỗ, hàng mới chưa sử dụng. Và cây này cũng xài cho máy bắn vít nha chị em, xài cho máy bắn vít luôn, size là 12 ly. Phi 12 anh chị em. Phi 12, anh chị mình cần khoan lỗ 12 ly thì anh chị mình mua cây này. 70.000 hàng mới chưa xài. Của hãng là Style M này, đó của Nhật, xài cho máy bắn vít 6.35 ly anh chị ha, đuôi 6.35 ly. Hàng nguyên zin chưa sử dụng ha. Chiều dài cây mũi khoan 12 ly này tầm khoảng là 10 xăng. Xài cho máy bắn vít thì rất là nhanh gọn. Dễ xài. Rồi mã số 974 giá là 70.000. 975.
975 thì em lên một bộ này là một bộ đầu khẩu bằng nhôm nha chị An, đầu khẩu bằng nhôm. Bộ này của hãng KTC, hàng xài lướt ha, gồm có 3 khẩu rất là thông dụng. Anh chị mình tìm dòng sản phẩm KTC PB31A3 sẽ ra thông tin cây này. Khẩu bằng nhôm và đầu khẩu anh chị mình xài với cây cần tự động là 1/2 ha, xài chung bộ khẩu 1/2. Đây. Ở đây thì anh chị mình thấy có số 19, 21 và 17 3 size thông dụng ha, 3 size thông dụng và khẩu bằng nhôm. Không hít 500 nhẹ nên giang. Chỗ này là hít 500 là do cái phần ở trong này có cái phần thép để mà hít 500 để mà khi mà anh chị mình bắt bu lông vô nó nhanh thôi, chứ còn cái thân là bằng nhôm thì giang, thân là không có hít 500 nha. Nó chỉ có cái cục bên trong chắc là bằng thép hay là bằng gì đó thì nó có hít 500 thôi. Đó. Còn bên ngoài là thân bằng nhôm ha, gọi là khẩu nhôm aluminum của KTC. BB31A khẩu 17. Dài anh chị ăn, dòng là dòng khẩu dài lon ha, 19 và 21. Đó. Rồi. Đầu có xà lướt mà anh chị mình còn xài ngon lành, khẩu dài thì anh chị mình bám khi mà mình vặn nó sẽ bám chắc hơn. KTC. Ở cũ, hàng cũ ở trên Rakuten á, này anh chị mình xài cho kiểu máy hơi này, những cái thiết kế này anh chị mình xài cho máy hơi ha, máy hơi. Máy hơi 1/2. Rồi. Ở đây thì cấu ghi thông số là lực là anh chị mình sẽ xài cái khi mà anh chị mình chỉnh lực xài máy bắn hơi á, máy bắn hơi khẩu hơi á, anh chị mình xài lực là từ 8 kg F nhân mét tới 10 kg F nhân mét ha. Mình không có xài quá lực 15 nha chị nha, lưu ý giùm em. Rồi. Ở trên Rakuten hàng cũ như thế này anh chị mình mua giá tầm khoảng gần 1 triệu thì anh chị mình thích mình có thể chốt bộ này về xài. Rakuten. Bộ này thì bằng nhôm nên chị ăn nhẹ nên là mình có xách đi làm hàng ngày nó rất là nhẹ luôn. Đây, trên Rakuten anh chị mình có thể thêm xem thêm thông tin. Rakuten ký hiệu là chữ R, một trang bán hàng cũ của Nhật ha. Đó, giá nó tầm khoảng 5.280 yên, chưa kể phí ship về Việt Nam thì anh chị mình quy ra tầm khoảng 1 triệu. Đó. Đây, một bộ như thế này. Y chang anh chị nha. KTC thân bằng nhôm ha, aluminum. Không có chế độ dịch tiếng Việt. Rồi. Đẹp anh chị nha. Rồi cái này chốt giùm em mã số là 97. Bộ này khẩu nhôm 1/2 của KTC xài cho máy bắn hơi ha. Lực thì từ 8 đến 10 kg F nhân mét giùm em. 975 giá 280. Rồi em lên mã số 976. 976 thì có một cây mỏ led lớn nha chị ăn. 976 cây này là mỏ led size 375, dòng mỏ led heavy dusty làm việc nặng ha. Logo Yoyix nội địa Nhật của hãng Top Nhật Bản. Cây này size tới 375 anh chị mình vặn máy móc lớn. Máy xe tải hoặc là xe công hoặc là những máy nông ngư cụ gặp là liên hợp thì anh chị mình sử dụng cây này. Cây này là do họ xài lướt nó và đánh dấu bằng nước sơn màu xanh thôi, chứ còn ngàm là thẳng, không có cấn dập gì nhiều ha, có chóc mạ chút xíu nhưng mà ngàm rất là thẳng. Rồi, những cây mà size 375 này size lớn nha chị ăn, anh chị mình thấy cái phần bánh răng nó còn mới tinh này. Đó, ngàm thẳng nha chị ăn, ngàm thẳng xài lướt thì không có bị bể đầu, dẹp đầu ha, không có bị cấn đầu, ngoe ngoét đầu, đầu còn thẳng đẹp này. Đó. Đối với size 375 thì anh chị mình vặn tầm khoảng là size là 45-46 ha. Ngàm mở là tầm khoảng 46. Và cân nặng của cây này lên tới là 1,2 kg, gần 1,3 kg, gần 1,3 kg luôn. Ngàm mở 46 ly. Chắc chắn nha chị em. Nó có xà lướt thôi, hơi có chóc mạ thôi chứ còn ngàm thẳng nha. Ngàm thẳng, hơi có chóc mạ chút xíu. Rồi, không có bị bệ hoặc là cánh đầu, dập đầu. Mã số 976 giá là 370. Em lên mã số 977. Ở đây em có một cây mỏ led nha chị ăn, dòng này dòng thép alloy steel ha, của Iraga của Mỹ, hàng mới của Tây Ban Nha, hàng mới chưa sử dụng nha chị ăn. Lưu ý giùm em, hàng Tây Ban Nha 12 inch size 300. Chất thép là alloy steel ha, dòng này sẽ cứng hơn thép chrome vanadium. Rồi đối với loại dòng mà 12 inch như thế này của hãng Iraga ban Tây Ban Nha, anh chị mình có thấy ở trên Shopee bên Việt Nam mình đang bán tầm khoảng là giá là 730 là một cây hàng thép chrome vanadium, còn đối với chất thép alloy này là chất thép chuyên làm dụng cụ đồ nghề ha. Đó, Iraga thì hay gia công, Span Tây Ban Nha thì hay gia công sản xuất những cây mỏ led hoặc là đồ nghề cho Mỹ nên anh chị yên tâm mình sử dụng. Mặt mày láng sáng sủa, hàng mới chưa sử dụng ha, bóng gương luôn. Đó, hàng bã lên độ mới bên ngoài thì nó có tầm khoảng 98-99% chứ còn ngàm nguyên zin chưa xài. 98-99% là do nhiều lâu nó hơi có dính nước đằng kia, nó ố nhìn mặt nó không được 100% thôi. Bọc bóc bì thôi. Span Tây Ban Nha ha, thép alloy size 300. Rồi đây là phần bánh răng. Size 300 nha chị ăn, size 30. Rồi. Bên trong mới tinh nha chị ăn, hàng chưa có xài. Đó. Rồi nếu mà anh chị mình có nhu cầu mua một cây mỏ led size
300 thép alloy steel hàng của hãng Iraga Tây Ban Nha. Mới như thế này thì mình có thể mua cái này về sưu tầm cũng được, xài cũng được. Mã số là 977, giá là 400. Em lên mã số 978. Ở đây có một cây 978 là em có một cây bấm cốt ăn. Cây này là size thông dụng, hàng gần như chưa sử dụng của hãng Hosan, dòng sản phẩm B737. Size này là size thông dụng, anh chị mình gồm có 3 lỗ cốt bấm cốt gia đình ha. JIT, GQA và GIS, dòng này sản xuất tại Nhật này. Đó. Rồi, dòng này trợ lực trên chi ăn, anh chị mình bấm rất là nhẹ. Bấm rất là nhẹ luôn. Này mình móc cổng dây treo lên. Mực màu nguyên zin chị ăn, ram màu đen và mực màu đỏ, còn màu đen màu vàng còn nguyên zin này. Tìm nhiều em dòng sản phẩm là Hosan B737, size thông dụng xài gia đình. Chiều dài là tầm khoảng 19 rưỡi. Bấm vô cái là anh chị mình có thể mình bung ra rồi. Cây này quá là mới anh chị ăn, rất là mới luôn. Đó, 2K1233 ha. Đó, ngon lành. Đây anh chị mình thấy bên trong mới tinh này. Đó, mới tinh. Ở đây có ghi là 1.6 x 2 ha, và hai lỗ cốt bên dưới nữa. Và size là size thông dụng để anh chị mình sử dụng cho gia đình. Đó, mới tinh anh chị ha, rất là nhẹ luôn. Dòng này rất là nhẹ, trợ lực nên là mình xài rất là nhẹ. 19 xăng. Rồi mã số 978, Hosan của Nhật, giá là 550. Em lên mã số 979. Ở đây em có một cây, gọi là một cây lấy dấu ha, hít 500, xài cho anh chị mình xài cho thợ mộc hoặc bên xây dựng. Cây này là hàng của Tajima, size là size 3, dòng sản phẩm là Tajima B3000. Sợi dây dọi á, sợi dây dọi đây là cái chân để anh chị mình lấy dấu này, anh chị mình thấy cái lỗ đây ha, cái kim nó đâm ra để anh chị mình lấy dấu trên gỗ này, hoặc là giấy gỗ trên các nền mà nhựa mềm, hoặc là những cái nền mềm mềm chút xíu. Và dây này, dây dọi màu xanh này dài 3 mét ha. Đây là có miếng 500 rất là mạnh, hít cực mạnh, anh chị mình có hít lên cái cửa sắt, cửa hít lên cửa sắt á, để anh chị mình hoặc là mình làm bên gỗ thì mình xài cái này. Rồi, hay gọi là dây dọi đi ha, dây dọi thiết kế chắc chắn của hãng Tajima. Mình có thể mình treo thêm một cái cục dọi, cục dọi như thế này ha. Hồi trước thì em hay bán cục dọi, bây giờ lô này hết trơn này, cục dọi màu đỏ hết trơn này ha. Còn giờ cái này thì có một cái dây này thôi. Thiết kế là bộ này như thế này thôi nha anh chị ha. Về anh chị mình có gắn thêm một cái cục gọi là cục sắt, cục thép gì đó, mình làm dây dọi. Đây còn nguyên siêu này, còn nguyên siêu họ dính như thế này luôn. Rồi thì mình gỡ ra, mình kéo ra khúc này anh chị ha. Kéo ra khúc này giùm em. Cái này còn nguyên siêu anh chị ăn, mình sẽ kéo ra. Đó, còn nguyên siêu dịch hồi đó rồi rớt ra luôn. Đó, mình sẽ kéo như thế này ha. Anh chị mình để cái chế độ qua đây. Đó, để giữ lại này. Rồi, cục này thì 500 hít mạnh anh chị nha. Còn chỗ này anh chị mình dùng để lấy dấu nè. Rồi không biết cái lỗ này để làm gì. Rất là mạnh anh chị ha. Rồi, rung mạnh mà nó cũng không có đứt ra luôn. Rồi, cây này ha, Tajima B3000, dây dài 3 mét, chiều dài tầm khoảng là 8 xăng hơn. Cái này chốt cho em mã số là 979, dây dọi có 500, giá là 150 anh chị ăn. Như cái này anh chị mình mua mới nó tầm khoảng như 400 mấy, 500, 450 gì đó, mình có thể mình chốt cái này về xài. 979, cục dây dọi Tajima B3000, B300, giá là 150. Em lên mã số 980. Qua các dòng máy công cụ như chăng, 980 đầu tiên em lên một chiếc khò anh chị ăn, một chiếc khò nhiệt nha chị ăn. 980, cái này là hàng của hãng Makita, được gia công sản xuất tại Trung Quốc và xuất, đây là đặt gia công sản xuất tại Trung Quốc, giống như Makita có đặt nhà máy tại Malaysia hoặc là Indonesia hoặc Thái Lan á, để anh chị mình thấy ha. Makita máy khò nhiệt dùng để anh chị mình khò màng co, anh chị mình có đóng hàng hóa anh chị mình khò màng co, hoặc là anh chị mình khò ống PVC, hoặc là anh chị mình có dùng trong nhà xưởng thì mình sử dụng cái này. Gồm có hai nấc này anh chị, có hai nấc và 9 cấp độ hơn chị ăn, từ 1 đến 9 thì suy ra là anh chị mình xài tới 18 cấp lận. 9 cấp 1 và 9 cấp 2 là 18 cấp ha. Makita khò nhiệt, cái này thì còn khá đẹp, khá mới anh chị ăn. Đây tem còn mới này. Công suất tới 1200W này, xài điện là lưu ý giùm em ha. Mức 1 là anh chị mình thấy, mức 1 là từ 5, mức 1 hồi nãy anh chị mình chỉnh nhiệt là từ 50 độ C tới 350 độ C. Còn nếu mà mức 2 anh chị mình chỉnh là từ 80 cho tới 550 độ C ha. Tìm nhiều em dòng sản phẩm là Makita HG6031V sẽ ra thông tin cái này. Đầu khò anh chị mình thấy mới tinh, không có bị đổ nó kiểu màu vàng vàng khi mà qua lửa qua nhiệt, anh chị mình thấy hai ngả màu vàng, nhưng mà cái này cái mạ nó còn mới tinh này. Đó. Rồi.
Nhựa màu xanh và màu đen còn đẹp anh Giang, không có bị oxy hóa ha, còn đẹp. Dây này chắc dài tầm khoảng là 2 mét anh Giang. Em nghĩ đoán đoán vậy thôi, 2 mét. Để em sẽ cắm vô. Và cây này thì mình xài cho điện 100V anh Giang. Công suất là 1200W giùm em ha. Lưu ý xài điện biến áp 100V giùm em ha. Rồi. Cây này thì còn khá mới nên là anh chị yên tâm xài ngon lành. Xài cho nhà xưởng mình khò nhiệt, khò màng co, khò màng PVC ha, khò ống nhựa đó thì mình sử dụng cái này. Hoặc là anh chị mình cần mà làm khô nhanh sản phẩm á, thì anh chị mình sử dụng cái này ha, cắm vô biến áp giùm em. Đó, này em để cái nãy cái để cái mức 2 này. Tắt anh chị ha, để qua mức 1 này. Đó. Rồi để mức 2 ha, em đang để số 1 thì anh chị mình sấy mình sẽ tăng lên mức 2, 3 nó sẽ rất là nóng. Đó. Đây là mức số 2 là mức lớn rồi, anh chị mình để một hồi nó lên tới mức là khoảng 550 độ ha, còn khoảng 500 độ. Để anh chị mình giảm nó xuống. Nóng nha anh chị nha. Rất là nóng. Rồi qua mức 1 thì mình sẽ giảm xuống như thế này. Đây là mức 1 là mức nhỏ nhất này, nó tầm khoảng 50 độ ha. 50 độ thì mình để sát sát như thế này được. Đó. Còn mức này là mức trên chị mình thấy nó tầm khoảng 350 độ này, thì anh chị mình thấy là nó công suất nó lớn hơn là máy nó chạy liền ha, quá trời nóng luôn. Rồi mọi thứ còn nguyên, anh chị mình xài cắm vô điện nha, cắm vô biến áp giùm em. Này là mình xài dây điện cắm vô trực tiếp cho nguồn điện 100V. Rồi cái này chốt cho em mã số là 980, giá là 650. Khò nhiệt anh chị em, khò nhiệt, khò khô sản phẩm, khò màng co hoặc là mà nhựa PVC thì mình xài cái này đẹp nha. Đây mình có thể tìm thêm thông tin sản phẩm này, mã số 980, giá là 650. Này xài cho nhà xưởng hoặc là hộ gia đình, hộ kinh doanh ấy, xưởng gia công mình xài này. Rồi em lên mã số 981. 981 thì em có một chiếc máy anh chị ăn, một chiếc máy xài sạc ha, xài pin sạc anh chị ăn, hàng của hãng Bosch, một chiếc chà nhám sạc nhỏ như thế này để anh chị mình chà thủ công mỹ nghệ. Chỗ này thì về mình dán ha, cái này thì mình đổ keo vô mình dán lại, rồi anh chị mình dán những cái bánh nhám vô, lá nhám, tờ nhám vô rồi mình chà thôi. Rồi cái này sử dụng pin là lithium ha, ion. Đó, sử dụng pin này hãng Bosch. Đây là chà mình cắm và anh chị mình cắm sạc ha, cắm sạc chui tròn vô. Điện mình cắm chui vô là điện 7.2V giùm em ha. Lưu ý giùm em thông số đầy đủ, mình cắm đàng hoàng. Vòng tua của cái này, độ rung của nó là 10.000 vòng này. Đó. Vòng tua là 10.000 vòng ha. Mình tìm giùm em dòng sản phẩm là hãng Bosch máy chà nhám sử dụng pin. À, dòng code sản phẩm là dòng này này, 3603G ha, G19750 sẽ ra thông tin cái này. Xài pin nha chị ạ. Cái này thì nó rớt ra rồi, hăng về anh chị mình dán lại giùm em thôi. Rồi. Cân nặng tầm khoảng là 600 g anh chị ăn. Cân nặng 600 g, mã số là 981 giùm em, giá 500. 981. Thì cái này em không có kèm cục sạc anh chị ăn, về anh chị mình gắm cục sạc chui tròn này giùm em và công suất của cục sạc tầm khoảng 7.2V giùm em ha. Rồi. Dài của bánh nhám là tầm khoảng là gần 15 cm, rộng nhất là tầm khoảng là hơn 10 cm và chiều cao của chiếc chà nhám pin này tầm khoảng 9 cm. Nó rụng ra rồi nha chị em. Đã rụng ra rồi thì về mình dán lại giùm em. Cái này có chữ post này. Đó. Giờ sẽ test máy ha. Khi mà anh chị mình nhấn, mình không xài thì mình nhấn cái này. Khi anh chị mình muốn xài mà xài nó tự không phải nhấn. Này chắc xài nhiều hết pin. Chắc em bấm nhiều hết pin nha. Khi mà mình xài nhiều thì anh chị mình sẽ giữ ra. Cái này chắc em xài hết pin này. Khi mà mình xài nhiều thì mình sẽ nhấn giữ này tầm khoảng 2-3 giây là nó tự động là mình để cái chế độ nhả tay nha chị ha. Cái này để em sạc thôi. Rồi. Và anh chị mình muốn mà tắt á, thì anh chị mình bấm cho thêm cái là tự động là nó sẽ tắt ha. Nó chỉ có một nút thôi, mở tắt giữ là kia một nút này ha. Này là hết pin nha chị nha. Rồi cái này chốt cho em mã số là 981, em sẽ sạc pin và test thêm cho anh chị mình nếu mà mình chị mình chốt 981, giá là 500. Em lên mã số 982. Rồi ở đây em có một cây 982 thì là lên một máy chà nhám thân nhôm nước sơn 982.
thân nhôm nhưng chị ăn cây này thì rất là nặng, nên là anh chị mình xài mình để trên bàn mình không có cần phải nhấn nè, mình chỉ việc mình di chuyển thôi chứ không phải để nhấn xuống. Thân bằng nhôm, cây này còn nguyên nước sơn tĩnh điện màu xám luôn. Rồi cân nặng của chiếc này là tầm khoảng là 3,8 kg này nha. Thân này không là tầm khoảng 3,8 kg nè. Đây là cái anh chị mình sẽ kẹp, đây là cái chỗ để anh chị mình kẹp cái phần mà cái lá nhám ha. Kẹp cái lá nhám vô. Đây anh chị mình kẹp cái bánh nhám vô hai chỗ này ha. Đó. Anh chị mình cắt dư dư ra chút mình kẹp vô đây hai bên. Cân nặng của cái thân không là 3,8 kg nha anh chị nha. Chiều dài tổng thể của chiếc máy là tầm khoảng là 30 cm anh chị ăn. Rộng là tầm khoảng 9 cm anh chị ăn, hơn 9 cm. Đóng cửa đi mẹ. Rồi. Máy này là của hãng là Ryobi anh chị ăn. Ryobi dòng sản phẩm là dùng điện 100V anh chị ăn. Tất cả dòng những bên máy này thường thường là điện 100V ha, nội địa Nhật hết ha, xài điện 100V giùm em. Ryobi dòng sản phẩm là S3600 thân nhôm. Đó. Điện 100V công suất là 170W đến 180W nếu mà anh chị mình xài vòng tua. 50Hz là 2800 vòng nha chị ăn, còn nếu mà mình xài 60Hz là mình xài 3450 vòng ha. Đó. Mình sẽ chạy máy tầm khoảng 30 phút mình ngưng một lần nha chị ăn. Đó, thông số đầy đủ hàng Ryobi, thân còn nguyên nước sơn màu xám nguyên zin của hãng này, không phải nguyên zin nước sơn zin ha. Rồi anh chị mình gắn bánh nhám cho mình xài thôi. Dài là size nhám anh chị mình xài là tầm khoảng 18,5 và rộng nhám là tầm khoảng hơn 9 cm. Rồi, giờ em test máy anh chị ăn. Dây này thì chắc phải dài tầm khoảng 2,5 m. Tầm khoảng 2,5 m anh chị ăn, dây còn nguyên cái độ dẻo này, anh chị mình thấy ha, dây còn nguyên độ dẻo luôn. Zin. Có dây kẹp mát anh chị ăn, Ryobi. Rồi bây giờ em sẽ cắm vô điện 100V ha. Rồi, chạy máy anh chị ăn. 3,8 kg nặng nên là mình chỉ cần di chuyển thôi, mình không có cần phải nhấn anh chị ăn. Đó, nó chạy rất là nhẹ như thế này. Rồi ok ha. Rồi máy chạy ngon anh chị ăn. Theo thông số thì mình sẽ xài tầm khoảng, nó rung camera luôn. Anh chị mình xài tầm khoảng 30 phút là mình sẽ ngừng lại ha. Rồi mình có thể mình để nó nghỉ chút xíu là mình chạy tiếp. Rồi cái này mã số 982, giá là 750, nặng 3,8 kg, máy trà nhám rung thân nhôm. Đó. Như thế này còn đẹp anh chị, nguyên lớp sơn zin màu bạc. Rồi em lên mã số là 983. 983 thì hôm nay em có một chiếc máy máy cưa lọng ha, cưa lọng 983. Cây này là của hãng Rosong. Cây này thì có cử, có cả cái phần đế bằng gỗ này là người ta làm thêm ha, và cây này có điều tốc anh chị, điều tốc dễ xài nhanh. Rồi cây này mã số 983, tình trạng còn đẹp ha. Cái phần nhựa anh chị mình thấy không có bị oxy hóa, còn đẹp này, tem còn mới tinh này. Rosong bóng láng 983. Rồi on off điều tóc anh chị em, có thước, có cái phần căn này. Đó, mình có phần căn luôn, kéo qua kéo lại. Ở đây thì anh chị mình thấy là có phần cái cử để anh chị mình, cái thước đo độ để anh chị mình đo cái phần mình điều chỉnh nha, điều chỉnh như thế này. Rồi gắn vô. Ở đây thì em sẽ gửi tổng thể cho anh chị mình là 3 lưỡi cưa lọng như thế này ha, 3 lưỡi cưa lọng như thế này. Rồi em sẽ test máy. À, thêm một cây lục giác cả nhỏ để anh chị mình xài nữa. Rồi, cây này thì còn nguyên sơn zin nước sơn màu vàng đậm anh chị em, màu vàng đậm và màu nhựa màu xanh rêu còn đẹp như thế này. Chiều dài của chiếc cưa lọng này là tầm khoảng là 23 cm hơn. Rộng là tầm khoảng là 19 cm ha. Và cây này thì dây còn đẹp anh chị em, dây còn màu đen thui này, bóng láng này, không có bị giòn mủ ha. Chốt là còn mới tinh này, đó. Dây này thì chắc tầm khoảng là hơn 2 mét anh chị em, tầm khoảng hơn 2 mét. Rồi em sẽ test ha. Máy cưa lọng này anh chị mình có làm DIY thủ công mỹ nghệ nhỏ nhỏ thì mình xài cái này. Rồi.
Cây này thì khách cũ anh chị họ làm một cái đế bằng gựa nhựa bằng gỗ rất là xịn ha, gỗ dày dặn cứng cáp ngon lành như thế này. Không biết sao họ lại đóng lại cây như thế này hay là họ có di chuyển được không thì này về mình xem thêm ha. Mọi chi tiết còn rất là mới anh chị ha. Thấy nước sơn này không bị tróc gì chày gì nhiều ha. Đó, bàn là bàn như bằng nhôm. Cái thân bàn là bằng nhôm anh chị ha, nhựa nó còn mới tinh này, đó. Rồi. Không biết họ đóng nào hoặc bằng cách nào mà không thấy cái ốc đinh ở đâu hết, không biết họ dán hay họ đóng gì, không thấy đinh ốc ở đâu hết. Gỗ rất là dày anh chị nhé. Rồi giờ sẽ test máy. Đây là cái phần tay cầm anh chị. Cái này là có điều tốc anh chị ạ, dòng không có điều tốc thì sẽ mềm hơn ha, mà không được tốc thì sẽ mềm hơn. Rồi bây giờ em sẽ test máy ha. Cắm vô biến áp sao điện 100V anh chị nhé. Hồi nãy là cái mức cao nhất mà giờ giảm xuống anh chị ăn, và anh chị mình thấy nó chạy rất là êm ha. Máy chạy êm luôn. Đó. Rồi, máy ok anh chị ha. Rồi cây này anh chị mình chốt giùm em ha. Cái này thì có thông số ở dưới đáy á, mà họ họ che đi rồi. Đây chắc em đặt thông số bằng chỗ này đi. Đây. Anh chị mình thấy cái phần ở bên trong ha, màu cầu vòng trên phần thép còn mới tinh này. Ở đây thì chắc là em cái bảng này hơi che thông số rồi nha anh chị ha. Cái này. Rồi. Có cái bảng thông tin ở dưới này mà họ che nó mờ mờ rồi nhìn không rõ như chị nha. Đó, chữ nhật hàng ngon lành, xài điện 100V giùm em. Rồi cái này chốt giùm em mã số 983, giá là 1,5 triệu ha, chuyển khoản đủ bên em bao ship ha, đóng thùng mút xốp đi cho anh chị mình. 983, giá là 1,5 triệu anh chị ha. 1,5 triệu chuyển khoản đủ bên em bao ship ha. Rồi em lên mã số 984. Qua một ít đồ bonsai anh chị ha, đồ bếp và đồ bonsai. Ở đây em có một cây kéo vải ha, dòng này dòng hai lớp thép, lớp trong là thép rỉ có độ bén cao và lớp ngoài là ốp mạ kháng rỉ, lớp này lớp là thép không rỉ bên ngoài, bên trong là thép thép rỉ để anh chị mình xài bén giữ cạnh tốt, còn bên ngoài là thép không rỉ ha, lớp thép ốp không rỉ. Rồi phần cán là anh chị mình thấy bằng sơn nước sơn màu đen ha. Rồi chữ ốc rất là xịn nha, ốc ngon lành xịn đàng hoàng. Đây chữ này. Khi anh chị mình xài xong thì anh chị mình nhớ lưu ý là mình lau sạch bụi vải hoặc là kỹ thì anh chị mình áo sơ một lớp dầu máy may dùm em ha. Còn bên ngoài là họ phủ một lớp, ghép một lớp thép không rỉ rồi. Đó, ốc rời mình có thể mình mở ra hai mảnh mài thoải mái. Mã số 984 giá là 250 ha. Chiều dài của cây kéo vải là size 24.8 xăng dùm em. Dòng này dòng gọi là, nếu mà theo thông số của nhà sản xuất thì họ ghi là stainless steel không rỉ, nhưng mà stainless steel là lớp thép ốp bên ngoài là lớp thép không rỉ, còn lớp trong là thép rỉ ha. Mà thép xịn thì họ mới ốp không rỉ để họ xài. Thứ nhất là giảm cái phần nhiên liệu nguyên liệu làm cái lưỡi thép xịn ha. Thứ hai là ốp không rỉ để anh chị mình có thể mình bảo quản tốt hơn. Rồi chiều dài của cây này là size 24.7 xăng. Cây này thì lưỡi thẳng như vậy, đây hơi có bị hơi có chân kim chút xíu cái phần lưỡi thép đen này. Đó, chứ còn những cây này cực kỳ xịn. Nhưng mà cây này thẳng ngon lành anh chị nhé. Rồi, cầm cái kéo này rất là chất lượng, mài bén rồi. Về chỉ việc xài thôi, và xài tầm khoảng 5 á, thì anh chị mình mới phải mài lại thôi, bén cực kỳ. Đó, rất là bén luôn. Rồi, test anh chị nhé. Đây, cầm nguyên miếu được cắt anh chị, ngọt ngon lành nha. Cắt tới đó anh chị mình thấy vải tự rơi xuống chứ không có cần ấy ha. Đó. Nó không có bị dính vải như chị ha. Mũi là mũi thẳng không có bị dính vải ha. Mũi bén không bị dính vải. Rồi. Rồi cắt nguyên cây nha. Khúc trong đã test khúc ngoài rồi. Rồi cây này anh chị mình chốt cho em mã số là 984, giá là 250. Xài tầm khoảng 5 thì anh chị mình mới phải ra tiệm anh chị mình thợ dao kéo á, mài dao kéo anh chị mình mài sơ lại lần thôi. 984 giá là 250. Em lên mã số 985, có một cặp đục ha. À 985 lên cái này đi.
985 đây là một cây bấm móng tay ha, dòng là thép đen của hãng là Suwada 985. Anh chị mình mua tầm khoảng là 8.000 mấy yên, là tầm khoảng 1,4 triệu á, nên là anh chị mình thích mình chốt cây này ha, còn nguyên lớp ram màu đen như thế này luôn. Đây. Lưỡi di nhân gian này, cây này là gọi là cây bấm móng tay hoặc là lấy da ha, lấy da móng. Hoặc là anh chị mình có xài trong bonsai á, dùng để anh chị mình giống xài giống như một cây cặp xéo bonsai mini á. Đó, hoặc là anh chị mình xài giống như cây cặp xéo Suwada của Nhật ha, Suwada của Nhật, dòng là dòng rèn thủ công rất là bén, giữ cạnh tốt, anh chị mình xài bén hoài. Cái này do em để dầu vô cho nó trơn ha, chứ còn cây này là ngon lành. Rồi, chiều dài của cây kìm bấm móng dán cong này, để anh chị mình cắt móng tay ngóng chân vô những cái góc cong á, thì mình xài cây này dài là 12 cm, lưỡi bén anh chị ăn. Ví dụ anh chị mình thấy này, mình sẽ cắt nó sẽ vòng theo vào cây này, lưỡi mới cắt là nó bấm là nó đứt anh chị ăn, nó không có bị nhai nha. Đó, cắt móng này đi ha, nhanh. Đây, cắt rất là nhanh anh chị nha. Rồi, cắt nhanh anh chị nha, không có bị nhai nha, và cái lưỡi nó rất là bén. Mình sẽ vô những cái góc khóe như thế này, ngon lành. Rồi, cây này thì còn nguyên zin lưỡi anh chị nha, nguyên zin lưỡi thẳng không mẻ nha, đầy đủ phun lưỡi ram đen nguyên zin. Rồi, cái này mã số 985, giá là 350. Đây, anh chị mình thấy trên trang web này, nail nipper ha, thép đen. Rồi anh chị mình thấy là dòng thép đen này black này, giá tầm khoảng là 8.500 yên, là tầm khoảng gần 1,4 triệu, thì anh chị mình có thể chốt cái này về xài ha, nail nipper. Rồi, cây này thì còn lưỡi còn nguyên zin, ram đen còn nguyên zin ha. Đó, mới tinh. Em lên mã số 986. Ở đây có một cặp đục, một cặp bào hàng mới chưa sử dụng ha. Cây này thì anh chị mình sẽ bào những cái vật nhỏ ha, bào lõm như gian, lưu ý giùm em bào lõm mini, hàng mới chưa sử dụng, hai lớp thép. Chiều dài khi mà anh chị mình xài thì mình lấy búa mình gõ cái lưỡi bào xuống cho nó nhô nhú ra chút xíu để anh chị mình bào ha. Còn cái này là hàng chưa có xài. Rồi, cái này thì lưỡi bào tầm khoảng là 13 ly anh chị ăn, tầm khoảng 13 14 ly anh chị ăn. Bạn rộng lưỡi là 13 14 ly, bào lõm giùm em ha. Chiều dài là tầm khoảng 12 cm. Rồi, combo hai cái này chốt giùm em mã số là 986, giá 120, hàng mới chưa xài của Nhật anh chị ha. Này, anh chị mình có theo dõi bên em nhiều anh chị mình biết nè, bào mini 986, hàng Nhật 120 một cặp. Còn có cặp duy nhất thôi ha. Em lên mã số 987. Ở đây em có một cây cạp bổ trái tim ha, sử dụng cho bonsai. Cái này anh chị mình có hay làm lỗi bonsai thì mình mua cây này, cạp cành cạp rễ bonsai thì anh chị mình sử dụng cây này, gọi là cạp bổ trái tim. Chiều dài tầm khoảng 27.5 cm, còn nguyên zin lớp ram. Cây này là hàng mới chưa sử dụng ha, cái này mới có test bấm giấy chứ chưa có bấm cành gì hết, còn nguyên zin lớp ram này. Lưỡi thẳng giang, size là 27.5 cm, bạn rộng lưỡi là tầm khoảng là 9 ly hơn. Rồi, cây này thì hàng Nhật họ chưa có đóng chữ cho chị ăn, chứ còn hàng là hàng chuẩn giùm em. Rồi, anh chị mình thấy lớp ram, lớp rèn này, họ gõ búa này, lớp rèn ram màu đen này ha, nguyên zin, đầu nguyên zin chưa xài. Bản rộng anh chị mình bổ, mình xé lũi cành ấy, là tầm khoảng 9 ly, bén rất là bén anh Giang, rất là bén như thế này này. Đó, cạp bổ trái tim. Rồi, mã số 987, giá là 650. 988. Qua cây này anh chị ăn, 988, qua cây này đi. Ở đây là một cái lưỡi kéo anh chị ăn, lưỡi kéo cắt cành. Cây này thì anh chị nào mà mình đang có một cây kéo cắt cành mà size 18 cm, mà dòng mà cán màu bằng màu gold như thế này, thì anh chị mình chốt cái này về ha. Đây là như size 18 á. Rồi, cây này size tầm khoảng 19 như thế này anh chị ăn, thì chắc là anh chị mình phải xài cái cây size 19, tầm khoảng 19-19 rưỡi giùm em nha. Rồi, tên hãng là như thế này. Cái dòng này thì em thấy là hàng bãi rất là nhiều, nên anh chị mình có đang có một cây như thế này, mình có thể mua cái phần cán bên này về mình dự phòng. Cây này là hai lớp thép ha, ở trên là bằng thép khung rỉ, dưới là bằng thép đen. Và cây này thì còn nguyên zin lưỡi anh chị ăn, lưỡi đủ hết á, có mỗi chỗ này hơi có mẹ dăm chút xíu, về anh chị mình dùng để dự phòng. Đó, tên hãng anh chị ăn, tên hãng phân xước còn nguyên zin, hai mặt mới tinh nha. Rồi, cây này mã số 988, giá 100, đo từ đầu tới đuôi là tầm khoảng là 19 cm anh chị ha, lưu ý giùm em size 19.
mình xài cho kéo tầm khoảng size 19 rưỡi á, mã số 988 giá là 100. Rồi em lên mã số 990. Ở đây có một cây kéo anh chị ạ, 990 đây là một cây kéo. Kéo con cá thép giấy xanh số 1 của hãng là Senkichi ha. Đó, kéo con cá này thì mình sẽ dùng để mình cắt rễ hoặc là mình cắt cành. Cây này thì thường thường là mình sẽ cắt dùng để mình cắt cành, những cái cành mà có độ to hoặc là độ cứng để mình cắm hoa theo mà thiên về mình trưng cành Ikebana thì anh chị mình xài cây này, hai lớp thép vân xước dọc này. Anh chị mình thấy những cây kéo xịn, anh chị mình thấy những cái vân xước này rất là xịn nha. Vân xước làm vân xước bằng tay nên anh chị mình thấy. Đó. Thép giấy xanh số 1, hai lớp thép ha. Rồi ở dưới anh chị mình thấy là cái phần lưỡi kéo nó cũng còn nguyên cái vết xước này, còn nguyên cái mặt thép còn nguyên vết xước chéo chéo lên này. Đó. Hơi có mẻ dăm thế này chút xíu không ảnh hưởng gì nhiều ha, cứ xài bình thường còn nguyên mặt thép luôn. Chiều dài của cây kéo bướm thép giấy xanh số 1 này là khoảng gần 17 xăng. Cái này chốt với em mã số là 990 giá là 200 ha. Bé như chị ha, cây này anh chị có tách cành hoặc là anh chị mình tỉa dăm cũng được ha. Rồi cây này thì mình về mình đóng cái tán sơ lại giùm em, cái tán quá trời bự này, tán bự cho bé luôn. Vân xước dọc 990 giá là 200. Kéo con cá thép giấy xanh của hãng là Senkichi ha. Giấy xanh số 1 991 thì đây là một cây kéo bướm, cây này cũng hàng thủ công nha chị ha. Cây này dài tầm khoảng 18.5 xăng, cây này là hạng xịn ha. Anh chị mình thấy cũng có vân xước dọc này, đó. Rồi, chữ ha. Hai chữ. Dòng này thì rất là có lực nha chị ha. Dòng này cái dáng thiết kế cong gọi là trợ lực á. Rồi. Mặt kéo còn đẹp anh chị ha, mặt kéo còn đẹp, vân xước dọc nó hơi có vài lâm tâm chân kim vài chỗ nhưng mà dây cây này là hàng xịn nha. Lưu ý giùm em. Rất là bén, rồi rất là rám tay, đây có mẹ dăm chút không sao nha. Đó. Ok ha. Vân xước dọc vẫn còn này. Size 18 rưỡi anh chị nha. Đây là bấm mũi ha, cắt nguyên cây này. Rồi cây này chốt cho em mã số 991 giá là 200. Em lên mã số 992. Ở đây em có một cây kéo tỉa dăm, dòng là dòng trợ lực anh chị ha, dáng cong để trợ lực của hãng là Koyo Kusino và dòng này dòng thép Yasugi của nhà máy Hitachi ha. 992. Cây này 450 size 18 xăng. Cây này thị trường đang bán tầm khoảng 650 anh chị, nên là mình thích mình chốt cái này. Mình có thể mình quét mã vạch xem thông tin bằng cái mã vạch này ha. Size 18 xăng, thép Yasugi của nhà máy Hitachi của Nhật. Rồi. Do làm bằng thép Hitachi, thép Yasugi là dòng thép bén giữ cạnh tốt, hàm lượng carbon cao và tạp chất ít nên là sẽ giữ cạnh tốt hơn, nên là họ sẽ bảo quản trong cái bịch như thế này anh chị ha, để mà tránh tiếp xúc với không khí, tránh oxy hóa đó. Rồi cây này thì mình sẽ tỉa dăm, tỉa mini ha, dáng cong như thế này, cán kéo rất là mập để trợ lực nên anh chị mình xài cực kỳ bền. Xài xong thì anh chị mình nhớ áo sơ một lớp dầu và mình lau nhựa cây đi giùm em ha. Đó, Make in Japan khắc chìm này. Rồi Koyo Kusino và đây là chữ ký tự Nhật là chữ thép Yasugi ha, còn trên này là mát thép, còn trên này là tên hãng Koyo đó. Cây này thì anh chị mình có thể mình đối với dòng mà thép đen, thép Yasugi như thế này thì giá tầm khoảng là thị trường đang bán tầm khoảng là 650-680. Còn nếu mà anh chị mình dùng dòng thép mà không rỉ, thóc trắng không rỉ thì giá nó tầm khoảng là 1,2 triệu ha. Thì anh chị mình thích mình chốt cây này, bên em giá cực kỳ mềm luôn ha, 450 18 xăng. Chiều dài tầm khoảng là 18.2 xăng. Rồi, mình đối với cây này mình tặng bạn bè cũng được, xài mà đúng cách ấy, anh chị mình cắt theo đường chìa chéo của cái phần nhánh cây, cành cây. Và thứ hai là mình lau nhựa cây sau khi xài và mình áo sơn lớp dầu để anh chị mình xài 5 năm, 7 năm là bình thường. Những cây này rất là chắc ha, cứng, giữ cạnh tốt, xài nó không có bị nhai cành ha, mình cắt theo là nó dứt cái ngọn tới đó thôi. Rồi, Yasugi của nhà máy Hitachi, size 18 cm, Koyo Kusino. Rồi cây này Made in Japan, 992 giá là 450. Kéo tỉa dăm trợ lực ha. Em đã lên tới mã 992 tập số 67. Anh chị mình thích mã nào nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề, mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn.